Xiaomi liên tiếp nổ pin. Do ngoại lực tác động, điện thoại của Xiaomi thường được biết đến với đặc điểm có cấu hình mạnh hơn so với phân khúc giá. Nhưng số tiền mà người tiêu dùng phải bỏ ra lại thường thấp hơn để tạo ra sự cạnh tranh, đặc biệt là trong phân khúc điện thoại tầm trung, giá rẻ. Dẫu vậy, gần đây đã xảy ra liên tiếp một số trường hợp điện thoại giá rẻ Redmi, thương hiệu con của Xiaomi, bị nổ pin sau ít tháng sử dụng. Gần đây nhất là trường hợp của người dùng có tên Song Yuji, sống tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc cho biết. Chiếc điện thoại Redmi Note 7 Pro mà anh đã mua cho ba của mình đã bất ngờ bị nổ chỉ sau 3 tháng sử dụng. Được biết, thiết bị này được mua vào ngày 24 tháng 7 tại cửa hàng Xiaomi Man. Chiếc điện thoại này vẫn sử dụng bình thường. Cho đến ngày 27 tháng 11, nó đã bất ngờ bị nổ trong lúc cả gia đình đang ngủ và tỏa ra một mùi khét rất khó chịu. Rất may là đã không có thương vong nào xảy ra. Ba của Song chỉ bị bỏng một vết nhẹ ở chân. Sau vụ việc, Song Yuji đã tung hình ảnh của chiếc smartphone bị nổ lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm tiếng nói chung. Một số người dùng chia sẻ rằng họ đang vô cùng lo lắng vì cũng sử dụng điện thoại của Redmi, nhưng chưa phát hiện thấy dấu hiệu gì bất thường. Nhằm chấn an những người dùng này, một phát ngôn viên đến từ Xiaomi đã nhanh chóng phản hồi, cho rằng sự cố này đã được gây ra bởi các lý do bên ngoài và không liên quan đến chất lượng smartphone của hãng.